Mỗi chúng ta khi sinh ra đời, chúng ta không thể tự lựa chọn cha mẹ hay số phận cho chính mình được. Tạo hóa cho mỗi con người một số phận khác nhau. Có những người vừa sinh ra đã gặp nhiều may mắn hạnh phúc, có ba mẹ yêu thương, sinh ra trong một gia đình giàu có sung túc. Ngược lại, có những người vừa sinh ra đã thiệt thòi bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc bị ba mẹ bỏ rơi không cha không mẹ. Có những người sinh ra đã không được khỏe mạnh bằng chúng bạn của mình, thiệt thòi hơn các bạn rất nhiều. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào thì con người chúng ta đều cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Có những người dù bị thiệt thòi trong cuộc sống nhưng họ không vì thế mà buông xuôi cuộc đời mình mà luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống để không thua kém bạn bè. Những con người đó thật sự là tấm gương sáng để cho chúng ta noi theo, thái độ sống tích cực của họ. Trong xã hội của chúng ta còn nhiều con người chịu thiệt thòi. Họ không đầu hàng số phận, không chấp nhận mình sẽ là gánh nặng của gia đình và xã hội. Họ cố gắng vươn lên trong cuộc sống của chính mình, quả là một điều thật sự đáng ngưỡng mộ. Như thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, một con người chịu nhiều. Như thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, một con người đã chịu rất nhiều trong cuộc sống khi sinh ra đã bị liệt hai tay, nhưng bằng nghị lực phi thường của mình, thầy đã cố gắng học viết chữ bằng chân. Những ngày đầu tập viết những nét chữ viết bằng tay còn khó khăn thì những nét chữ bằng chân vô cùng khó. Nhưng thầy Nguyễn Ngọc Ký vẫn kiên nhẫn tập viết mỗi ngày để rồi thầy có thể theo đuổi sự nghiệp học hành của mình. Rồi thầy Nguyễn Ngọc Ký đã thi đỗ đại học, trở thành một thầy giáo dạy giỏi viết chữ bằng chân. Đó chính là một nỗ lực phi thường của mỗi con người. Những con người thiệt thòi khi họ sinh ra đã không được lành lặn, nhưng chính nhờ ý chí, nghị lực sống phi thường của mình, họ đã vươn lên trở thành những con người thành đạt, không hề thua kém những người lành lặn. Thậm chí nhiều bạn trẻ khỏe mạnh, lành lặn, nhưng sự nỗ lực trong cuộc sống lại không. Họ để cho những thói hư tật xấu trong cuộc sống cám dỗ mình, rồi trở thành những kẻ tội phạm gây ra những tội ác ghê rợn. Những bạn trẻ này thật sự là gánh nặng của xã hội, họ thật sự không biết tận dụng những lợi thế mà cuộc sống tạo hóa đã ban cho mình. Trong khi đó, nhiều người vừa sinh ra do những ảnh hưởng của chất độc màu da cam hoặc do tạo hóa, khi vừa chào đời họ đã thiệt thòi, nhưng họ vẫn luôn sống có ích, có ước mơ hoài bão. Cái đáng quý nhất của mỗi con người này chính là nghị lực sống kiên cường, phi thường của họ. Dù cuộc sống có nhiều khắc nghiệt, nhưng họ vẫn vươn lên trong cuộc sống với những ước mơ, hoài bão vô cùng lớn lao. Những con người này thường phải nỗ lực gấp 2, 3 lần, thậm chí 10 lần so với người khỏe mạnh bình thường, nhưng họ lại tạo được những kỳ tích mà người khỏe mạnh bình thường cũng không làm được. Dù tạo hóa không công bằng với họ, nhưng họ cũng không trông chờ vào lòng từ bi, thương hại của người khác mà luôn chủ động trong cuộc sống của mình. Thậm chí họ còn tạo nên nhiều thành công khiến cho người khác phải nể phục. Họ sinh ra có thể thiếu đi một bộ phận nào đó trên cơ thể, nhưng bằng bàn tay khối óc của mình họ đã kiên cường vươn lên trong cuộc sống. Họ quyết khẳng định vị trí của mình không làm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Chính trái tim, khối óc, ý chí của con người đã chiến thắng mọi thứ trong cuộc sống. Những con người có nghị lực sống thì không có khó khăn nào có thể làm họ gục ngã.